sẽ chi thân thương anh vui, mẹ sẽ chi thân thương anh vui, con cũng sẽ chi thân thương anh vui, anh vui đến mọi người. Cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vàng cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi,
chần chừ sẽ không yên thân, vì đại ca đã kêu bò sung. Thôi, đại tướng Lưu Văn Minh, tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực Cộng hòa đã quyết tiến đầu hàng cho lực lượng quân đội khối miền Nam Việt Nam. Nào trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề nguyện với dung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi bêm nhau, một bầy tướng sĩ co ro, còn là tướng quân ba qua, cuộc quân ra chiến với nhau ru cà. Quyết trốn, thề quyết trốn, quyết trốn, trốn đi bằng đường tàu đường không, vững thêm dự một bên ngõ trốn đi thôi. Non phen còn nơi dốc nơi lao, chiến cho dù thân mình phải chết, thứ quân lịch hàng tư như thủ dâm tinh thần. Nào thiết kỵ không quân, gãy càng đứt xích buông đuôi, hàng giam sắp quân ba que, đã chứng minh cái quân lực anh hại bom to. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ cho trong mong chi, ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ chế đông mong chi, chần chừ sẽ không yên thân, vì đại ca đã kêu bò sung. Thôi, đại tướng Lưu Văn Minh, tổng thống, chính quyền Sài Gòn, quân đội, quân lực Cộng hòa đã quyết tiến đầu hàng cho lực lượng quân đội khối miền Nam Việt Nam. Nào trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề nguyện với dung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi bêm nhau, một bầy tướng sĩ co ro, còn là tướng quân ba qua, tụng quân ra chiến với nhau đu cà. Quyết trốn, thề quyết trốn, quyết trốn, trốn đi bằng đường tàu đường không, vứt danh dự một bên lo trốn đi thôi. Nói phép còn nói dâm nói lao, chiến cho dù thân mình phải chết, thứ quân lực hàng tư như thủ dâm tinh thần. Nào thế kỷ không quân, gãy càn đứt xích buông đuôi, hàng vạn sắc quân ba que, đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ với trong mong chi, ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que.